Xin chào các anh chị và các bạn, chúc anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Hồng Thập Tự và Bùi Chu năm xưa. Ngày nay là Nguyễn Thị Minh Khai và Tôn Thất Tùng. Theo bên đây thì theo hẳn thứ này chúng ta sẽ có cái hẻm đi thẳng qua bên cái chợ Chầm Hổm ven chợ Vườn Chuối. Và theo hướng Hồng Thập Tự này thì chúng ta sẽ đi về đường Lê Văn Duyệt và công viên Lê Văn Tám. Công viên Tàu Đèn. Nó lộn hoài, mong các chị bạn thông cảm nha. Thẳng hướng này mình sẽ đi đến đường Cao Thắng và bệnh viện Từ Dũ, ngã 6 Cộng Hòa. Rồi hành trình của chúng ta hôm nay là sẽ đi một dọc theo tuyến đường Bùi Chu ngày xưa, cũng là đường Tôn Thất Tùng ngày nay, gửi đến cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh để chúng ta gợi nhớ về Sài Gòn ngày xưa, và giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai và Tôn Thất Tùng. Ngày xưa thì ngay đây có cái quán cà phê nè, nhưng mà sau này thành cái cửa hàng Thế Giới Di Động. Ở đây thì ngày xưa bán rất là nhiều bưu tín, điển hình như công ty TK Tôn Thất Tùng. Ở đây thì có cái quán cơm rất là nổi tiếng, đó là cơm Minh Đức. Ở đây cũng còn rất là nhiều cái nhà xưa, nhưng mà cái giao diện đã được thay đổi hết rồi ha. Ở đây chúng ta đi thẳng thì mình sẽ đến cái nhà thờ Quận Sĩ. Xíu nữa mình sẽ đi ngang cái nhà thờ Quận Sĩ ha. Hôm nay mình dẫn các anh chị các bạn đi một vòng khu quận nhất này, ngắm nghía những cái đường phố, những cái cảnh vật. Quán cơm rất là lớn ở bên đây luôn. Bên đây họ có bán những cái đem về nè. Cá cơm, cá kho khô, đóng gói hút chân không để mình gửi đi nước ngoài luôn. Khu này bây giờ không còn nhiều uy tín như ngày xưa, mà đổi lấy những hình ảnh của những khách sạn, sạn vừa và nhỏ, không quá lớn, tại vì ở đây diện tích nó không quá lớn ha. Chúng ta đi qua đường này là đường Xuân Nguyệt Ánh, một con đường rất là mát với hàng cây rất là lớn. Nơi đây có nhà của ca sĩ Ngọc Sơn, rồi nhà hàng Ngọc Sương. Đây có cái nhà khoa, ngày xưa là công ty vi tính Hoàng Long đó, nhưng mà sau này là không còn nữa. Mình nhìn bên đây có cái hẻm để đi ra quán Cháo Lòng 153 và quẹo trái thì đến cái trường Bùi Thị Xuân ngày nay, và cái trường Nguyễn Bá Tồng ngày xưa mà bữa em quên nhờ các anh chị các bạn nhắc. Cảm ơn các anh chị các bạn đã luôn quan tâm theo dõi nha. Những hình ảnh của cái công ty vi tính, cái chợ vi tính ngày xưa đã dần tiêu biến. Đây có quán cà phê mà đóng cửa luôn à. Đây có cái quán cà phê lâu đời lắm luôn á, đó là cà phê La Mode ngay giao lộ
Nguyễn Thị Minh Khai và Bùi Thị Xuân và Tôn Thắng Tùng. Xưa cái thời mà uy tín còn rất là xa xỉ, cái khu này nó là thịnh vượng. Đây quán cà phê La Mốt. La Mốt có lẽ là tên tiếng Pháp. Theo dọc tuyến này chúng ta sẽ đến đường các bạn 8 là Lê Văn Việt ngày xưa nè. Bên tay phải thì là đường Ngô Tùng Châu, bên trái là đường Bùi Thị Xuân. Ngay đây là cái mũi tàu. Rồi chúng ta nhìn đây cuối đường đây thì có cái siêu thị Co-op Max và cái trường tiểu học, trường cấp 3 Nguyễn Bá Tồng, là trường Bùi Thị Xuân ngày nay nè, cấp 3 Bùi Thị Xuân. Và cái tòa nhà vàng vàng này là bệnh viện phụ sản quốc tế, nó cũng giống như chức năng giống như bệnh viện Từ Dũ vậy. Nhưng mà đẳng cấp 5 sao, còn bệnh viện Từ Dũ thì là bệnh viện chuyên khoa. Nhưng mà ngày nay thì bệnh viện Từ Dũ làm lại thì cũng rất là đẹp, rất là sạch rồi. Chẳng thứ này mình chơi đến cái nhà thờ quân sĩ đó. Ở đây có cái nhà hàng cũng rất là nổi tiếng, rất là đẹp, đó là Sun Garden, tòa nhà mới mở ở khu vực đường Bùi Chu này nè, rất là lớn luôn. Đây mình điện thẩm mỹ. Cái hẻm này thì thông ra cái hẻm 150, hẻm ăn vặt buổi sáng, hẻm ăn sáng, hẻm bán đồ ăn sáng nè, ở thông qua đường Nguyễn Trãi á. Chúng ta thấy bên đây là cái địa phận của nhà thờ chợ nhà thờ Quyền Sĩ. Chút nữa nói lộn nhà thờ Chợ Quán hả? Nhà thờ Quyền Sĩ nay thì nay chủ nhật nên có rất nhiều bà con đi lễ, nhưng mà bây giờ do trễ nên người ta cũng đi về hết rồi. Đối diện nhà thờ thì có cái hẻm, đầu hẻm thì có cái cơm tấm Thuận Kiều. Cuối hẻm đó chúng ta đi đến cái võ tánh ngày xưa luôn. Mình nhìn vào đây là nhà thờ nè, nhà thờ Quyền Sĩ ngày nay. Mấy anh chị bạn có ai đã từng đi nhà thờ Quyền Sĩ chưa ha? Chăm xin cái comment nha. Chúng ta đi vòng vô nhà thờ chơi nha. Em ta nhìn thấy khuôn viên nhà thờ.
bên cánh phải có tượng tượng Giê-xu. Thấy buổi sáng bồ câu rất là đi nhiều. Rồi chúng ta đi một vòng đây thôi, thì do mặt quần sọt nên không tiện đi đến những cái nơi tôn nghiêm ha. Đó, bên cánh trái lúc nãy là cái chỗ để xe. Bây giờ ông ta đi thông đi ra cái đường rồi, đường Võ Thánh năm xưa là Nguyễn Trãi ngày nay ha. Bên đây thì có cái quán cà phê cũng rất là mát, ngay cái mũi tàu đường Nguyễn Trãi và Lê Lai luôn. Ta nhìn bên đây nhìn lại là nhà thờ nè, khuôn viên nhà thờ. Dọc theo ba mặt tiền Lương Hữu Khánh một mặt nữa, nhưng mà Lương Hữu Khánh đó thì là cái trường tiểu học Kết Đoàn. Đây có cái chung cư. Thời cái tay cầm biết là có bao nhiêu tiền đấy cháu? Dạ. Cái tay cầm thì có bao nhiêu tiền đấy? Dạ mười mấy triệu. Mười mấy triệu hả? Dạ hồi đó mua mười mấy triệu nhưng mà giờ chắc rẻ hơn rồi. Dạ. Toàn bộ á, toàn bộ cái này là mười mấy triệu hả? Dạ cái máy thôi. Cái máy thôi thôi. Dạ. Còn này cái điện thoại mình. Biết rồi. Bác định mua thì sao? Hả? Có mua làm gì? Chơi. Cái tay này là bấm tay luôn, không cần phải bấm cái này. Dạ đúng rồi. Có cái này là nó có gì cái GoPro gì đó. Dạ GoPro cũng được, bác mua GoPro cho nó gọn. GoPro thì nó tầm 10 triệu ha. 9 triệu. Thì nó nhỏ gọn vậy thôi. Ờ đấy đấy. Dạ. Khỏi cần phải cồng kềnh. Cái tay cầm này mình phải mua riêng bên ngoài chứ mà sao? Hay nó đi theo? Dạ này đi theo. Đi theo. Dạ. Mình quay là mình bấm dưới này được luôn à. Dạ đúng rồi. Tay cầm này luôn. Dạ. Cái này không có màn hình, bác mua GoPro dễ xài hơn. GoPro. Dạ. Dạ. Đi du lịch kê quay. Dạ. Thôi con đi bác. Đi nhá. Dạ. Chất lượng tốt chứ hả? Dạ là tốt. Dạ dạ. Đây chúng ta đây là đường Lê Lai. Bên đây chúng ta thấy có trạm xe buýt. Trạm xe buýt công viên 23 tháng 9. Và bên kia là đường Đỗ Quang Đẩu. Đỗ Quang Đẩu nối dài qua bên công viên này luôn. Ngày xưa thì không có nối dài ha. Bây giờ thì nối dài. Rồi chúng ta đi một dọc đường Lê Lai rồi chúng ta sẽ kết thúc hành trình ngày hôm nay. Các bác hồi nãy chắc có bác thích camera nên bác hỏi. Chúng ta nhìn bên kia là công viên 23 tháng 9 nè. Nhiều dãy nha, những cái hàng cây rất là mát. Cũng là những cái phần bên đây cũng liên quan đến cái chợ đuổi ngày xưa đó. Em tìm hiểu ở trên mạng là như vậy. Chắc anh chị các bạn cho em xin ghé comment nha.
hãng đường lê lai này mình sẽ đi đến khách sạn New World. Rồi, một số hình ảnh ở đường Bùi Chu và nhà thờ Nguyễn Sĩ gửi đến các anh chị và các bạn. Những hình ảnh của Sài Gòn ngày nay để gợi nhớ đến những cái hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa mình thông qua video. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và rất chân thành cảm ơn những cái comment chia sẻ của các anh chị và các bạn, góp phần cho kênh nói về Sài Gòn xưa và nay thêm thú vị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.